Xin chào bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái máy in Wi-Fi này với cái phần mềm Boss 365 để các bạn in cái hóa đơn bán hàng nha. Thì cái máy này là cái máy in nhiệt các bạn. Nó không cần bơm mực, không cần phải thay mực hay như thế nào hết. Thì cái máy in này á là cái máy in Wi-Fi, nó sẽ kết nối với cái Wi-Fi ở nhà của các bạn. Sau đó cái điện thoại của các bạn kết nối với Wi-Fi là có thể in được nha các bạn. Các bạn chỉ cần cắm điện như thế này thôi, các bạn không cần phải cắm dây LAN hay như thế nào hết nha. Đó, nó rất là tiện dụng. Thì cái máy này vừa có thể in được bằng điện thoại hoặc là laptop hoặc là máy tính luôn nha các bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái máy in này với cái wifi ở nhà của các bạn nha. Đó, thì cái máy này á, các bạn cần kết nối là các bạn phải có cái máy tính. Các bạn kết nối với cái máy tính thì các bạn mới cho nó học cái thông tin của cái wifi ở nhà của các bạn để nó kết nối được nha các bạn. Thì những bạn nào mà mua máy in bên mình á, bên mình sẽ hỗ trợ cài đặt kết nối cái wifi sẵn cho các bạn. Các bạn về các bạn chỉ cần cắm điện vào như thế này, sau đó các bạn lấy cái địa chỉ IP mà khi mà bên mình cài đặt xong đó, bên mình sẽ bỏ cái tờ giấy này ở trong cái khay giấy á, các bạn lấy ra, các bạn lấy nhập cái địa chỉ IP vào trong cái điện thoại để các bạn in thôi nha. Còn trên máy tính đó thì bên mình sẽ on cho view, thì bên mình on cho view điều khiển cái máy tính của các bạn cài đặt hoàn chỉnh cho các bạn luôn nha, nếu mà bạn nào muốn in trên máy tính hoặc là laptop ha. Đó rồi, ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái wifi cho cái máy in này nha. Thì link để mua máy á, các bạn xuống dưới phần mô tả các bạn click vào đường link của Shopee hoặc Lazada để mua hàng được giao hàng tận nhà luôn nha. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái máy ra nha. Thì ở trong máy á, nó đi kèm á, là một cọng cáp USB nè để kết nối máy tính với cái máy in nè các bạn, và một cái máy nè, máy in X-Printer nè đây, và cộng cáp sạc, cáp để các bạn cắp nguồn đó các bạn. Rồi bây giờ các bạn lấy máy ra nè, các bạn cắm nguồn vào nha. Rồi bây giờ thì để mở khay giấy nha các bạn, ở bên đây nó có cái cần gạt nè, các bạn bấm gạt xuống là nó sẽ mở khay giấy ra nha. Thì các bạn lấy một cái cuộn giấy ha, các bạn bỏ vào. Thì cái máy in này nó sử dụng giấy khổ K80 nha các bạn. Đó, các bạn để cùng chiều như thế này ha. Rồi các bạn đóng lại. Còn cái cọng cáp USB á, thì cái đầu dẹp nè, các bạn gắn vô trong cái máy tính của các bạn ha, hoặc là laptop á. Còn cái đầu vuông vuông tròn tròn này nè, các bạn gắm vô cái máy in. Đây, các bạn gắm như vậy ha. Rồi thì mình có cái cọng dây mình đã gắm sẵn rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái cọng dây này mình gắn luôn. Đó, thì để kết nối wifi thì các bạn buộc phải kết nối với cái máy tính thì các bạn mới cài đặt cái wifi cho cái máy in này nó kết nối với wifi được nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển qua bên cái máy tính để mình hướng dẫn các bạn cài đặt cái máy in này nha. Ok, thì bây giờ các bạn xuống dưới phần mô tả, các bạn tải cái phần mềm này về nha. Mình để cái đường link ở bên dưới phần mô tả. Sau khi tải về, các bạn được file nén như thế này ha. Các bạn clip phải vào nè, các bạn chọn Exact Here để các bạn giải nén ra nha. Rồi các bạn clip vào. Rồi bây giờ các bạn chạy cái file này lên nè, Green Test nè, các bạn mở cái file này lên ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ bấm Green để các bạn in thử coi cái máy in của các bạn nó đã kết nối thành công với máy tính chưa nha. Nó thành công đó thì nó sẽ in một miếng giấy ra. Này các bạn để ý nè. Đó. Đó. Rồi nó báo đây là Send Data Success nè các bạn. Đó, USB thành công nè. Rồi bây giờ mình sẽ vào Advanced ha. Mình vào Set Net nè. Rồi ở đây á, các bạn lưu ý giúp mình nè. Cái wifi á, các bạn vào trong cái điện thoại, các bạn xem cái wifi của mình, cái wifi mình đang sử dụng nè. Muốn in được á, là điện thoại mình kết nối wifi, máy in kết nối wifi, hai cái sử dụng một wifi mới có thể in được nha các bạn. Rồi các bạn vào cái wifi, ở mình ví dụ ở đây là mình cái Johnny Trần nè. Rồi mình vào chữ Y nè, mình sẽ thấy được cái địa chỉ IP nè các bạn, cái subnet nè, và cái default gateway nè. Ở trên này là các bạn thấy không, IP nè, IP address nè, network nè, default gateway nè, nó tương ứng ở trên cái phần mềm của chúng ta nha. Thì bây giờ chúng ta xem ở đây nha. Thì cái địa chỉ IP nè, 192.168.1 nè các bạn. Từ cái khúc .1 nè, trở về trước, các bạn điền y chang nha.
Đó, mình ví dụ đây 192, 168 nè, giống nè. Ở đây 123 mình đổi là số 1 ha. Thì ở chỗ số 1 này á, tùy theo cái mạng nha các bạn có mạng là .0, .1, .2, .3. Bắt buộc các bạn phải xem để các bạn mới biết được nha. Rồi, ok, thì bây giờ ở đằng sau này á, thì các bạn sửa lại giúp mình là 250 hoặc là 252, 251, 249. Thì thường những cái địa chỉ IP này á, nó rất ít có cái thiết bị sử dụng, tại vì nó nằm gần cuối rồi. Đó, rồi còn ở dưới đây các bạn, dưới đây là cái default gateway nè, cái nét mắt này các bạn giữ nguyên nha. Các bạn cũng xem ở đây luôn nè các bạn, mặt nạ mạng nè, 255, 255, 255. Các bạn đánh y chang luôn, hai dòng cuối các bạn giống đánh y chang luôn nha. Đây, chấm 1, các bạn đánh y chang luôn. Rồi, bây giờ các bạn xuống dưới phần Wi-Fi Router nè. Chỗ Wi-Fi Router này SSID á, là cái tên Wi-Fi nha các bạn. Đây, cái tên Wi-Fi nè, các bạn vui lòng đánh cho nó chính xác luôn nha các bạn, dứt hoa dứt thường khoảng cách luôn nha. Rồi, ok, của mình đây là Johnny Trần nè. Rồi, xuống đây á, là Wi-Fi cây nè. Rồi, các bạn nhập cái mật khẩu vào. Các bạn nhập chính xác nha. Rồi, ở cái mã hóa nè. Rồi ở cái mã hóa này á thì các bạn chọn ở để nguyên cũng được, nếu mà các bạn để nguyên á nó cấu hình xong nó không chạy á, các bạn có thể chọn xuống cái chỗ BA2 nè, kiếp AS là BS gì nè, đó cái chỗ này nào các bạn đấy. Rồi, bây giờ các bạn sẽ bấm setting on nè, nó sẽ cấu hình cho cái máy in nha. Các bạn để ý nó sẽ tiếp nè. Đó. Các bạn chờ xíu nó sẽ cấu hình xong một xíu. Đó, đèn đỏ nó tắt là nó cấu hình xong nha. Chờ thêm xíu nữa, sau đó mình sẽ tắt cái máy in và mình mở lên lại nha. Để mình hướng dẫn các bạn bấm in test luôn nha. Ra cái tờ in test nó sẽ có tất cả các thông tin mà nãy giờ các bạn cấu hình. Ok, bây giờ bên hông là các bạn, nó sẽ có một cái bên hông nè. Bây giờ mình rút cái cáp USB ra đi. Rồi, bên hông là có nút tắt nè, các bạn bấm tắt đi. Rồi, các bạn bấm giữ nút fit nè, bấm vào giữ nha. Rồi mở nguồn lên, cái đèn đỏ đây nó chớp, cái nó tắt, các bạn buông ra. Rồi, buông ra. Cái máy này thì nó tự động cắt giấy luôn nha các bạn. Đây, cái thông tin mình cấu hình nè, địa chỉ IP nè, 192.168.1.250. Cái địa chỉ này các bạn sẽ nhập vô trong cái phần mềm để các bạn in nha. Đây, Netmask Gateway và cái tên Wi-Fi nè, và cái password Wi-Fi nó sẽ giấu nè. Ok các bạn, thì sau khi mà đã cài đặt xong á thì các bạn mở cái phần mềm Sabo lên ha. Thì các bạn sẽ kết nối cái phần mềm Sabo với cái máy tính này bằng cái một cái địa chỉ IP khi mà các bạn đã cài đặt sẵn á, hoặc là bên mình đã cài đặt sẵn á, thì bên mình sẽ để cái tờ giấy test này nè ở trong máy á, các bạn lấy ra các bạn xem nè. Đó, 192.168.1.253 là địa chỉ IP nha các bạn. Tùy theo mỗi máy địa chỉ khác nhau nha các bạn, hoặc là không có tờ giấy đó thì các bạn tắt cái máy đi nè, bên hông nó có công tắc nè, máy đang mở nè. Rồi các bạn bấm giữ nút fit nè. Rồi một tay bấm giữ nút fit, một tay mở lên nè. Rồi các bạn lưu ý đèn đây nè, đèn đỏ nó chớp nó tắt một cái là các bạn buông cái nút fit ra. Đó, nó sẽ ra cái tờ giấy in test nè. Rồi đây địa chỉ IP 192.168.1.253 ha. Ok, thì sau khi mà các bạn đã kết nối cái wifi cho cái máy in này rồi á, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn coi cái địa chỉ IP để in cái tờ giấy test ra để các bạn coi cái địa chỉ IP, hoặc là những bạn nào mà muốn test cái máy của mình nó có hoạt động hay không á, khi mà các bạn bấm in ở trên điện thoại nó không có in ra, hoặc là các bạn in nó ra không có da giấy như thế nào đó, các bạn bấm cái cách in test để các bạn biết được cái máy của mình nó hoạt động hay lỗi nha. Thì bây giờ các bạn tắt cái máy nè, cái máy đang mở nè, đèn xanh sáng nè. Ở bên này có cái công tắc nè, các bạn bấm tắt đi ha. Rồi, bây giờ một tay các bạn giữ để ngay chỗ cái công tắc nè ha. Một tay các bạn bấm cái nút fit nè, ở đây nó có cái nút fit nè, FED nè, các bạn bấm và giữ cái nút fit nè. Một tay các bạn bật cái nút nguồn lên ha. Rồi các bạn chờ xíu, các bạn sẽ thấy cái đèn đỏ nó chớp. Nó chớp một cái, các bạn buông cái nút fit ra nè. Đó, nó sẽ in tờ giấy in test ra nè. Đây, thì cái thông tin nó sẽ nằm ở đây ha các bạn ha. Cái thông tin đó, địa chỉ IP là 192.168.1.253 là cái địa chỉ IP là mình đã cài đặt cho cái máy in này ha. Đó là mình cài là cài tĩnh luôn, không có cài động, nó sẽ không có thay đổi cái địa chỉ IP. Khi mà các bạn cài động nó thì nó sẽ thay đổi cái địa chỉ IP ha.
đó, default gateway đâu nè, đó cái SSID là cái tên wifi, và cái path ở dưới đây nó sẽ ẩn đi nè. Đó, đây là những cái thông tin của cái máy in. Thì khi các bạn in tờ giấy này ra thì các bạn biết là máy nó hoạt động bình thường nè, nó không có bị sọc, không có bị lỗi gì hết nha. Đó, rồi ok, bây giờ mình sẽ lấy cái địa chỉ IP nè, 192.168.1.253 này nè các bạn. Lấy cái địa chỉ này nè, mình nhập vào cái điện thoại hoặc là máy tính đó để mình in nha. Rồi, bây giờ mình sẽ nhập vào cái phần mềm Boss 365 nè. Rồi ở trên đây nè các bạn mở cái phần mềm Boss 365 lên, các bạn được cái giao diện như thế này ha. Các bạn vào chỗ cái dấu ba gạch ở trên đầu nè, trên góc bên trái nè. Rồi các bạn vào thiết lập nè. Rồi các bạn vào chỗ ở đây á, nó có nhiều loại kết nối nè các bạn. Kết nối vào bếp với các kết nối vào thu ngân nè. Ở đây mình sẽ test vào kết nối vào thu ngân cho các bạn xem nha. In qua mạng LAN nè các bạn. Thì máy mình cũng là máy mạng LAN nhưng mà in không dây nha các bạn. Rồi ở đây á, mình sẽ để cái khổ giấy là 80 nha. Khổ giấy này, khổ giấy hiện tại là to nhất là 80 nha các bạn. Rồi bên đây á, là 192.168.1.253 hồi nãy trong cái tờ giấy á các bạn. Rồi mình sửa lại là 53 nè, 253 192.168.1.253 nè các bạn. Bấm dấu chấm đầy đủ luôn nha các bạn. Rồi áp dụng nè. Rồi ok, bây giờ mình sẽ RAM lên thử cho bạn xem nha. Rồi mình vào cái quản lý đơn hàng nè, mình lấy những cái đơn cũ đó, mình in cho các bạn xem nha. Danh sách đơn hàng nè. Rồi mình bấm in nè. Đó các bạn thấy không? Thì cái wifi mình để hơi xa nên nó hơi chậm một chút xíu, để mình in tờ giấy khác cho các bạn xem nè. Nè các bạn thấy không? Ở đây nó in ra, nó cắt giấy cho các bạn xem nè, nó cắt giấy sẵn luôn cho các bạn nè. Đó. Ok các bạn, thì sau khi cái in của hóa đơn ra thì nó được như thế này ha. Đó, cái form và cái giao diện của nó nè. Ok, thì ở trên cái điện thoại Android thì nó cũng in cũng giống như vậy các bạn. Các bạn lấy cái địa chỉ IP, các bạn nhập vào trong cái app Boss 365 và các bạn in thôi. Thì những bạn nào muốn mua máy in này á, mình để cái đường link ở bên dưới phần miêu tả nha. Các bạn xuống dưới phần miêu tả, các bạn lấy cái đường link của Shopee hoặc Lazada, các bạn mua hàng được giao hàng ở tận nhà luôn nha. Ok, mình cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để là một like, một subscribe để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn.